Nhanh. Ôi, lại tiết mục gói cá cả nhà. Hôm nay ngày Chủ nhật mà. Chủ nhật đấy. Ông em làm gói cá, bây giờ tối mới làm xong cả nhà Làm để tí anh quay. em ngồi nhậu. Đấy, tối quá cả nhà chịu khó xem tí. Gói này gói cá chép. Vâng. Lâu lâu là bữa gỏi cá ngon cả nhà như thế, Mát. mát mẻ trong người, uống rượu bia nhiều nóng trong người, ăn gỏi cá cho nó mát ruột. Đây là tiết mục đăng thái, cái trộn thính đấy cả nhà. Đây là làm thêm cả món gà chiên xù đây, đây. Còn đây là tối quá nhỉ, đấy cả nhà không nhận được lòng gà lòng mè để chấm cá, bọn bồi cá. Đây là gà chiên xù tẩm bột chiên. Cứ chủ nhật thì nên ăn uống tập trung ăn uống cả nhà. Cơm chín chưa em? Chín rồi. Thực ra trộn thính rồi cả nhà, thái xong là trộn thính rồi, trộn thính rồi, trộn thính rồi, bắt đầu là cho lên đĩa. Ôi, rau hay cả nhà, một mâm rau gỏi cá chỉ chủ yếu là rau là chính, toàn rau là rau. Đây là nồi nước mẻ nòng cá trứng mẻ để ăn với gỏi cá đấy, thơm lắm cả nhà. Rau bộ loa này khiếp người, mới tạo cái đôi loa này nghe dã man lắm. Ông nha. Mời cả nhà ăn gỏi cá với anh em tôi nhá. Mời cả nhà nhá. Phục lên đã. Wow, nát cá nhỉ. Wow. Nấu cứ lắm luôn được anh. Gỏi gỏi cá. Sáng nếu mà về lấy tây về về kiểu rượu sáng giờ trưa hay chồng lấy uống nhá, uống quay anh em uống cái chân nhìn hồn nặng nặng dạ. Cả nhà một lần tiết mục gói gỏi gỏi cá Hà Nam quê mình đấy. Nà sung món ăn dân dã đồng quê mà nhiều khi còn không biết làm ăn. Mỡ thương đi ra cũng phải mất tẹp dày rồi cả nhà. Cảnh gấp đi, gói là được vào. Đây, múc cái này đổ vào cứ thế thôi, gọi ăn gỏi truyền thống. Chú không cho ớt à? Em cho một quả này. Ý là cho ăn cho vào miếng đây này. Đấy. Cay à. Cay quê quá. Hai miếng. Một chữ. Ớt to này nó cũng không cay mấy đâu. Mời cả nhà ăn gỏi cá với anh em tôi nha. Gỏi cá. Wow. Rượu cà trà chép. Đúng kiểu uống nó quen mồm. Cà chép. Uống chè cái muốn có xít xít chẹp chẹp. Đã ăn cơm rồi. Về cái mùa này ăn cái gỏi là kiếm cái lá này là khó nhỉ, nó về mùa thu dần. Khó.
Tưởng nó về mùa thu dần là hiếm dần. Hát quyền phim trưởng. Thấy muối thì sợ mặn. Vừa ngon đấy. Vừa rồi. Đây mình là nhà. Ngon lắm cả nhà. Mà Tuyên và Vân nó mua 3 lăng xích. Để mình ngành mình tốt nhất là cứ thuê cái kia thôi. Còn mình làm đấy giờ còn cái đảo bốc đảo anh em nó làm nó nhiệt tình hơn, mình rất là thân cận. Thuê bót tất mẹ có tiền thì ai mà thế. Thôi anh em đến nó sẵn ăn nó buồn, đến sẵn ta ta cái quần nó ăn. Người ta làm đấy người ta. Thật ra nói ngồi vô biển luôn, không biết giá trị kinh tế. Tiền anh em mình đâu phải kinh tế thì bài 1-2 triệu đâu. Không có nhiều một thứ. Đây như này nhá, thuê phát như nhà sơn nhá. Nào, nào cái nữa bác Khánh nhá. Em gói trước này. Ừ, gói đi. Em như này thôi, cho mà tập rượu vào mới ngon. Cho ớt vào thế này. Vâng, ớt cay lắm. Cay lắm. Bắt trước con bé được. Ừ. Đấy, bạn ở nhà nhá. Ừ, quá chuẩn, nét. Yến xì xèo. Cũng không đơn giản đâu. Đấy, quá đẹp này. Người Hùng này có cái cá là đẹp nhất tỉnh Hà Nam này. Kênh biển này phải học hỏi bây giờ mới biết đấy. Ui anh. Ừ. Người mày chuẩn bị trước cái này mà. Anh cứ quên. Anh phải chuẩn bị trước mà uống rượu mình như thế. Cục cái này đi. Cục cái này. Cục cái đẹp. Đẹp mặt. Bố chẳng qua ông ra quà. À. Ngon này bác Khánh nhỉ, em nặng bác ấy, quên đấy, chưa nặng. Bác Khánh cũng biết gì hết, cái này công rượu, bút được đấy. Luôn luôn chú này, luôn luôn chú chú đáo lắm. Wow. Tay rượu, tay mồi thế này. Vài chuẩn bị trước. Còn mấy bà con là ăn cơm là không ăn còi cá, đấy là cá lấu dưa và gà chiên, tẩm bột chiên đấy. Đó, chấm với lại tương ớt. Ba anh em tôi là tận cõi cá, món ăn là dân dã của Hà Nam. Chạy lại làm miếng nữa nhỉ? Con gái của bác gái đã đỉnh nhỉ? Đó, đây là con gái, là gái của bác Khánh ấy chứ? Mấy bạn cứ bảo đâu để cho em mình, đây của ông anh không phải của tôi đâu. Con gái bên này nghe phòng vỗ. Tiếng này đúng như tiếng con mồi của tôi ngày xưa hỏi cả nhà viên. Đến cái chắc đòn không? Thôi mà lòng nó bắt thò ra rồi nó nhảy quá tay. Nghĩa là nó quen bác rồi. Cái cù nó quen, nó thò. Như xuân vào khi nào nó chạy nhỉ? Em bảo nó không chạy, nó vẫy nó đeo gãy. Thì thằng Hoàn nó đeo cái Hoàn tức nó bảo thịt bảo đi bẻ này mày. Thịt thì sao được. Cánh vẫn gáy mà. Cánh đang tị với bác Khánh. Lúc ấy bác Khánh về bảo y rằng bác Khánh về nó lại gáy mà. Bảo sao mày không ra mà không cho nó gáy đi. Ồ có khi đúng thật, nó nhìn thấy chủ về như tôi, nó nhìn nó phùng má là nó gạ mình đánh nhau. Bằng được. Lao nó chuồng nó cổ nó bằng được. Đúng rồi. Coi tí thì bác Khánh về biết gáy mà lại bác về. Sao mình vậy là cứ ngơ đi. Mà học vào. Cứ thò tay vào lại mổ không chạy. Nó đánh lấy cánh đánh mục. Không, mày con đấy. Thôi đánh, mổ. Mình bảo cứ phải học vào. Mấy con trên kia đẹp lắm rồi. Nhưng mà chưa mổ được. Mà nó... Chỉ còn đòn này à. Mấy tí thế nó sống nhỉ. Đẹp lắm rồi. Trong một thời gian. Chúng ta lâm một cánh nhỉ. Trăm từ nhỏ này, bác trăm từ nhỏ này. Trăm từ bé. Đấy, ông loại nó mới thuần đấy nhỉ? Đấy, thuần. Bắt ngoài trường học nữa thì bằng anh. Đấy, con này thì tôi bắt từ bé. Giọng nó vẫn ngon đấy, con này giọng nó vẫn hay ấy. Cho nên liên quan đến con nào giận cứ hát, nó cũng như con người mình mà. Ai mà hát hay thì cứ hay thôi. Ai mà hát không hay thì không hay. Nó có cái tông bố mẹ. Đúng rồi. Nó có cái tông bố mẹ. Ngọt, thế là nó bắt ngoài trường, con này bắt ngoài trường đấy.
con này mấy con non ở góc cột kia mấy con trên trường đó là ba ăn cục bắt ngoài hết tất. Chứ con cá kia cũng ngáy khỏe mà. Con cá ngáy bán cục to. Ờ, bỏ cái nan lút bỏ cái này. Con chi này của nan lút đây. Con này đã nghi cái cái. Đâu nhiều. Đâu rồi, đâu rồi. Hết rồi, lấy hết rồi đấy. Ăn chứ. Đây. Đây cái nó không mặn. Đây. Nó là đơn chứ bụi mà bánh nó. Ở chỗ như bụi mà bánh này có vần đậu có hai ba cây nó ăn được. Cái gì? Chỗ ở đây chung. Đơn. Thôi biết đúng không? Nhưng cái bờ rào. Để bờ đang thẳng ăn đâu đây thì ra cái cấu. Người ta cũng dòng ba cây sung. Nó ra ba đây. Cái sung mà là dòng chung quanh ở dưới đất ngoài ấy. Đấy, dòng ba cây. Cái đường dòng mà nó này, nó quanh là nước, sung nó mới chịu nước. Dòng ba cây là để nước này. Đấy. Sung cái đơn đấy, bên đấy bà cắm nó cũng sống làm gì mà. Thật ra mà nói trước làm ngày hôm nay nó có cái vùng Bắc nó đúng lên nó gọi là mạnh thêm nhưng mà nặng cả là nó gọi là độc đặc.